Sếp. Sếp ổn không ạ? Thấy sếp đi ở hành lang, tâm trạng không ổn cho nên... Tôi có không ổn thế nào cũng không khiến cậu quan tâm. Sếp, dù sếp không cần quan tâm nhưng mà em vẫn sẽ quan tâm. Vào đi. Sếp ạ. Ừ. Đây là danh sách báo chí và khách mời mới nhất. Được rồi. Cậu nhắc mọi người rà soát lại tất cả các đầu việc trước buổi tổng duyệt một lần nữa. Vâng ạ. Tại sao trong các đầu báo cậu lại lựa chọn Việt Nam No 1 làm tạp chí phỏng vấn độc quyền tổng giám đốc? Bởi vì em thấy đây là một tạp chí vừa tái cơ cấu. Họ có một đội ngũ thiết kế magazine rất là ổn. Có cả báo giấy này, online này và có cả phiên bản tiếng Anh nữa. Và đây cũng là tạp chí có tỷ lệ các trang dẫn nguồn cao nhất. Ở chuyên trang, thời trang của họ cũng được đánh giá rất là tốt ạ. Ừ. Nhưng qua việc tin đồn vừa rồi, có thể thấy tổng giám đốc là người rất chú trọng về hình ảnh. Cho nên phần nội dung câu hỏi cũng cần trao đổi trước và thống nhất với phóng viên. Vâng ạ. Cậu về làm việc đi. Sao thế? Sếp đã ổn hơn chưa? Tôi ổn. Vâng ạ. Vậy thì em yên tâm rồi. Chị Nhiệm, lát nữa đi xuống nhà máy ở Hưng Yên cùng với em nhé. Kiểm tra lại lần cuối cùng trước khi khai trương. Đi luôn á? Chị bận à? Hôm nay sinh nhật con gái chị, đang định chiều xin về sớm. Nhưng thôi không sao. Thôi, em đi một mình cũng được mà. Đừng để lỡ mất dịp sinh nhật của bọn trẻ. Nhưng... em đi một mình được. Sếp, để em đưa sếp đi. Ừ, 15 phút nữa xuất phát nhé. Dạ. Việt, Dục bên kia hoàn thành clip hậu kỳ. Ly và Lê, rà soát lại tất cả các đầu việc một lần nữa nhé. Vâng ạ. Dạ vâng. Ừ. Thế mà bảo không có tình ý gì. Ừ đấy. Thế mà bảo là không có tình ý gì mà xung phong nhanh thế. Ừ. Thế mà mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm chối đây đẩy đến đẩy ra nhở. Lát nữa tôi đi có việc đấy nhá. Dạ thưa sếp, 15 phút nữa em có mặt ạ.